Ê, lũ khủ lù khu cho chở 5 phần rồi, chở về đây 4 phần giờ cho bên chị đó phần, còn 3 phần chở trong nhà. U mưa tới luôn. Ôi, mệt. Nhà chị đó kìa, hai mẹ con không có chồng, chồng bỏ, mẹ đi rửa chén hàng ngày để nuôi. Rồi xách vào đó cho chị. Hôm nay có anh Khánh Phiêu và chị Ngọc Hương ở bên Hà Lan có gửi cho em một ít quà, nhờ em trao lại cho mấy cái người mà khó khăn á. Em gửi chị một phần quà gồm là 20 cái gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, mì, trị giá 400.000. Rồi. Chợ lũ khủ đang chở tới đây. Mất mưa luôn rồi. Được mưa còn 3 phần nữa. Hôm qua cho quà còn 3 phần cái bị mắc mưa. Ghé đây đục nè, cái trời mưa hoài gỡ anh này luôn. Giờ xuống lấy, đi cho. Anh đi đâu rồi? Đâu có tiêu rồi đó. 3 phần quà cho cái cột á. Đi đâu giờ, ngồi đợi biết sao nha.